Ok, chào tất cả anh em nha Chào mừng anh em đã quay lại với channel rồi Ok anh em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục lên chiến đấu cho anh em cộng 680 bài Ok anh em, ở những video trước mình đã lên giới thiệu và lên review Và cũng đã có video mẹo hướng dẫn kiếm lãi anh em rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục lên uh, hướng dẫn một cái mẹo kiếm lãi Tại bàn tài xỉu 10 đến 5 của cộng 680 bài này anh em nhé ở đầu video mình xin giới thiệu một chút Cho những em nào chưa tải game thì anh em có thể truy cập đường link ở phần mô tả video này Để tải game về và đăng ký tài khoản bằng số điện thoại nha anh em nhé Và link nhóm nhận code mình cũng để sẵn ở phần mô tả rồi Hoặc anh em có thể vào game để ấn vào phần chăm sóc khách hàng để nhận đầu code nhé Game hỗ trợ anh em nạp rút banking và các ví điện tử Momo, Viettel Pay, Zalo Pay có mức nạp từ 20k trở lên và mức rút tối thiểu 100k anh em nhé Ok anh em thì ở phía này mình sẽ chỉ luôn Nếu như anh em thấy ở xúc sắc đây Xanh xuống, đỏ xuống, tìm lên tức nghĩa là hai hai xuống một lên này thì anh em đánh luôn vào tài giúp mình nhé ngược lại như vậy hai lên một xuống thì anh em bắt xỉu đảm bảo cho anh em là sẽ bờ u sau bố nhé với tỷ lệ ăn lên đến 80 phần trăm tức nghĩa là 100 phiên thì anh em sẽ ăn được 80 phiên và thua 20 phiên anh em nhé nên anh em cố gắng chia đều số vốn ra và áp dụng cái mẹo này mình cam đoan với anh em là chắc chắn là sẽ về bờ nhé Ok tay đầu thì mình vào mình thấy cầu đẹp quá đúng theo cái mẹo của mình mình đánh luôn và đã ăn luôn rồi anh em ơi đánh và đã ăn luôn rồi tin nhau không cần mở bát anh em ạ à. ok tiếp tục phiên thứ hai này phiên thứ hai phiên này thì là hai lên nhưng mà xúc sắc tím lại không xuống này nó chạy bằng này phiên này rất khó có thể là nó sẽ vẫn nằm ở tài nhưng mình vẫn sẽ áp dụng theo mẹo là vẫn mong muốn là nó sẽ xuống xỉu anh em nhé ok anh em thì tiếng này thì mình chỉ đánh 40 tiền lãi tiền trước thôi 40 750 đi Ok đánh đúng cái tiền lãi của phiên trước thôi tiếng này thì theo mình phán đoán nó sẽ xuống xỉu 10 hoặc là nó vẫn nằm ở tài vì ở phiên này nếu nói áp dụng mẹ thì vẫn hơi sai vì đây anh em xanh lên đỏ là lên nhưng mà tím này là đi bằng này anh em này đi bằng không hề xuống nhé nếu như nó xuống ấy, thì mình mới tự tin đánh xỉu được nhưng mà nó không xuống nó đi bằng thì, thì, nếu may may mắn thì nó sẽ xuống xỉu mà nếu không may mắn thì nó vẫn còn ở tài anh em nhé đó, nhưng mà tiếng này thì mình khá là thích tài vì cầu có vẻ là cũng anh em chơi cái này anh em không được để ý cái cầu này nhé không được để ý cầu dưới này không được để ý cầu dưới một tí nào luôn. Anh em chơi phải giữ cái đầu lạnh của mình, không được để ý cầu nha giờ là cả ba cái cắm đầu xuống này khó này. giờ là cả ba cái cắm đầu xuống. Hai cái này xuống nó khá là sâu. Đó. Xanh xuống là sâu, đỏ xuống sâu, tím chỉ xuống một chút thôi. Hai cái này nó xuống khá là sâu, mà nhưng mà cái kia lại xuống không sâu mấy. Anh em quyết định tay này mình sẽ đánh mất xỉu anh em nhé. Anh em anh em cố gắng là xem và xem cách mình bắt để có thể là à, có thể áp dụng và kiếm lãi anh em nhé khi mà hai cái xuống này xuống quá là sâu rồi nó lên nó sẽ không lên cao hẳn mà nó sẽ chỉ lên ở tầm giữa này thôi và cái này nếu nó lên nữa thì nó vẫn còn ngon hoặc là nếu nó xuống nó cũng chỉ xuống tầm giữa thôi anh em nếu nó ở tầm giữa này thì chắc chắn là anh em sẽ ăn tài 11 hoặc tài 12 rồi thì anh em cứ cứ tự tin mà và đặt vào à nhầm <laughs> nếu ăn tài thì ăn tài 11 hoặc tài 12 hoặc không thì anh em sẽ ăn cùng khoảng xỉu 9 10 nhé anh em nhé À, theo, theo cái khái niệm và theo cái nguyên lý của nó là thế thì tiếng này thì mình hy vọng là nó sẽ ăn được khoảng sự chín anh em nhé ôi tài 11 luôn tài 11 luôn quá quá mất cái mốc mình quá mất cái mốc mình mong muốn rồi anh em ạ không sao anh em ơi tại vì tiếng này thì mình cũng đã là phản cầu rồi mình phản theo cái mẹo của mình rồi nếu mà mình cứ áp dụng cái mẹo thì là mình đã ăn rồi còn như tiếng này thì khó luôn này hai lên một bằng thì khó luôn này hai lên một bằng thì mình không biết đánh gì cả anh em ạ à. mà cầu thì đang một một ấy, cũng rất là khó chơi nhé nhưng mà hai lên một bằng thì mình bắt cho nó lên đều nhau đi bắt cho nó lên đều nhau đi mình quyết định là đánh 15 mở tài nhé 15 mở tài anh em theo dõi từ đây rồi mà ai chưa ấn like video thì đừng quên là like video ủng hộ mình nhé anh em nhé và anh em có thể đăng ký kênh bật quả chuông bên cạnh nút đăng ký lên ấn nhận tất cả thông báo nhé khi mình lên video tặng lọc cốt hay là lên livestream thì tặng lộc Momo banking kinh thì anh em sẽ nhận được thông báo về điện thoại để không bỏ lỡ video nào hay là buổi livestream của mình anh em anh nhé tiếng này thì mình sẽ theo đẩy xúc sắc lên anh em ạ vì lúc nãy nó đẩy hai xúc sắc xuống khá là sâu ok cho anh em đẩy đây nó đã đẩy hai cái xúc sắc này lên rồi đấy anh em có thể nhìn đây đó thấy chưa nó đã đẩy hai xúc sắc đi lên rồi uh, tiếng này thì cũng khá là ok và tiếng sau này thì chúng ta thấy đây theo chúng ta thấy đây hai xúc sắc đi xuống Đấy, xanh đi xuống tím đi xuống đỏ đi lên hai xuống một lên anh em đánh hai xuống một lên đi hai xuống một lên anh em đánh tả cho mình hai xuống một lên anh em đánh tả cho mình, và lên, xuống, tả cho mình nhé và hai lên một xuống thì anh em đánh xỉu cứ như vậy thôi Đó. hai xuống một lên ở đây hai xúc sắc xuống tím và xanh xuống đỏ lên thì anh em đánh tải Đấy, còn hai xuất sắc mà lên một xuất sắc một xuống anh em lấy chịu nhé anh em cứ áp dụng cái mẹo này cho mình cam đoan với anh em là về bờ 100 phần trăm nhé tự tin với tí luôn với cái cái mẹo này anh em chơi áp dụng tỷ lệ này áp dụng cái mẹo này thì tỷ lệ thắng cược là 80 phần trăm cho anh em thắng cược có nghĩa là 100 phiên thì anh em sẽ ăn được 80 phiên mà chỉ thua 20 phiên thôi chắc chắn là anh em sẽ có lãi nhé nhưng anh em phải cân đối chia số vốn đều ra để có thể chơi chứ anh em đừng có ổn nhé anh em nhé Ôi à ui giời nha 621 621 khá là khá là ngộ nghĩnh nha ông cháu ra con khá là ngộ nghĩnh luôn Ok nhá Vậy thì mình sẽ áp dụng lại cho anh em xem luôn này mình sẽ áp dụng lại là 20m luôn Ok chưa tiếng này mà tiếng này mà thua thì mình 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 mới lỗ Thực ra là mình đang lãi 15m rồi nhưng mà thời lượng video thì nó vẫn còn À, chưa là quá dài thì mình quyết định là vào thêm một tay nữa Để cho anh em tham khảo và mãn nhãn hơn anh em nhé Đó, Hiện tại là vẫn xanh vẫn xuống này Đỏ vẫn xuống này tím lên thì chúng ta bắt lại tài nhé Vẫn bắt lại tài nhé Tay trước thì chúng ta đã bắt rồi nhưng mà xịt nhé Thì cái mẹo này thì mình đã nói rồi Tỷ lệ thắng là 80% vẫn có là 20% là xịt Thì anh em xui xui thì anh em vẫn sẽ dính những cái tay xịt đầu tiên Và về sau thì anh em sẽ ăn thông Nên là anh em cố gắng là chia số vốn ra để làm sao áp dụng hợp lý nhất Và dễ dàng kiếm lãi nhất anh em nhé coi nào, coi nào, tiến này ăn là chốt lãi luôn anh em ạ. À. Chốt lãi chốt lãi to luôn. nếu có một đâu, thấy chưa anh em. Mình khá là tự tin với cái mẹo này của mình vì mình cũng đã áp dụng rất là nhiều và kiếm lãi rất là nhiều cho anh em ạ. À. Ok anh em thì mình cũng đã lên hướng dẫn anh em cái mẹo bắt cầu tài xỉu 1 đến năm khá là uy tín và mình đã chốt lãi thành công hơn 30 triệu, gần 40 triệu rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chào tạm biệt anh em.